chào các cô dì chú bác, chào anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường lai của Lê Minh Vlog. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình mời cả nhà hãy cùng đồng hành với mình để thăm một ngôi chùa Tam Bảo này. Thì ngôi chùa Tam Bảo này nằm ngay đường Riva của thành phố Vũng Tàu. Thì nếu như các bạn nào ở phương xa, nếu mà đi lên Hồ Mây, đi đường xe máy hoặc xe hơi thì các bạn sẽ đi ngang ngôi chùa này. Thì mong rằng các bạn ở phương xa hãy đi ngang đây và ghé vào ngôi chùa này tham quan cái ngôi chùa Tam Bảo này. Thì ngôi chùa Tam Bảo này có gì đặc sắc và có gì lạ thì mời các bạn hãy cùng đồng hành với mình nhé. Mời cả nhà hãy cùng đồng hành nào. Đây cả nhà xem, trước mặt mình là ngôi chùa Tam Bảo. Chùa này là ngôi chùa Tam Bảo nằm ngay núi của thành phố Vũng Tàu cả nhà. Thì mời cả nhà hãy cùng đi lên ngôi chùa với mình nhé. Thì cả nhà biết không, ngôi chùa này nằm ngay trên sườn đồi của ngọn núi lớn thành phố Vũng Tàu. Thì ngôi chùa này đặc biệt là rất nhiều các loại khỉ, mà khỉ ở đây là khỉ tự nhiên đấy cả nhà. Thì mình cũng review qua cái khung cảnh của ngôi chùa cái cho cả nhà xem. Ngôi chùa này rất là nhỏ nhưng rất là dễ thương đấy cả nhà. Đây cả nhà nhìn cái ở bên hông của ngôi chùa này, nhìn đấy. Thì cả nhà biết đặc biệt ở đây là có rất nhiều các loại khỉ. Khỉ đây là khỉ thiên nhiên đấy cả nhà. Mình zoom cho cả nhà xem, có mấy chú khỉ đang ngồi trên cái bức tượng, cả nhà nhìn thấy không ạ? Thì ngôi chùa này hai bên có nhiều cái bức tượng rất là đẹp với cả nhà xem. Đấy. Bên này là có những tượng rùa này, rồi một con rồng rất là đẹp. Thì cả nhà biết đây khu chánh điện. Đây khu cánh điện đây cả nhà ơi. Được chứ? Đi chùa phải thắp nhang chứ. Đây là khu chánh điện đây cả nhà. Tuy ngôi chùa bé nhưng rất là dễ thương. Đây đứng ở trên chùa mình nhìn xuống đây cả nhà. Đấy, những cái bực lên xuống này. Đấy thì khỉ lên cả trên chùa luôn đây cả nhà này. Đây. Đang ngồi gãi. Đấy. Đây cả nhà nhìn mình quay. Đây cả nhà đấy đang ngồi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây. Đi lên ngồi xung quanh trên chùa luôn cả nhà nhá. Đây là ở bên hông chùa cả nhà. Đấy thì cả nhà nhìn này. Trên khỉ ở trên núi này xuống cả nhà này. Ở trên này là kế bên hông có một cái cây rất là to lớn luôn. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Khỉ rất hay xuống ở dưới này. Đấy mấy anh đang đứng đây. Đây cả nhà. Đấy. Đấy. Đấy nó vào đi chùa luôn đấy cả nhà. Khỉ vào đi chùa luôn. Số khách ở các nơi đi du lịch thì cũng đi tham quan chùa đến thắp nhang. Mình mời cả nhà đi sang bên phía hông chùa một chút. Thì cả nhà biết không, cái đặc biệt của khu chùa này ấy, thì bốn bên là chỗ nào cũng thấy khỉ cả nhà ơi. Để mình xuống phía bên hông là cả nhà xem khỉ bên này rất là nhiều. Thì
nếu như có gió mà ồn thì cả nhà cũng hoan hỉ cho mình nhé. Tại vì hôm nay gió rất là lớn, tại cái mùa này là mùa gió trướng của thành phố Vũng Tàu. Đây cả nhà nhìn này, mấy chú khỉ leo ở trên cái đỉnh này luôn, cả nhà nhìn thấy không ạ? Nhìn vui cả nhà xem ở đấy, cả nhà thấy không? Ở dưới là bốn cái đầu rồng khỉ leo lên trên đỉnh này ngồi luôn đấy. Đây cả nhà nhìn thấy, đây là cái bức tượng của Phật mà khỉ leo lên đỉnh này ngồi luôn. Cả nhà nhìn thấy cái khung cảnh cũng rất là thiên nhiên, rất là đẹp. Tại vì trên đồi này rất là mát mẻ. Đây là phía bên tay phải khi mình ở chùa lên. Rất là đẹp. Thì cả nhà cái này, cả nhà nhìn thấy cái đường bắt treo luôn nha cả nhà. Rất là đẹp. Có một số khỉ ở đây rất là đẹp. Mình quay cho cả nhà xem. Đây là con đường Vui Va. Nếu như các bạn đi lên đỉnh đỉnh núi của Hồ Mây thì các bạn đi xe hơi vẫn được cả nhà. Đây các nhìn cả nhà có chú khỉ con. Đây. Đấy chú khỉ đang núp ở trên cái sợi dây điện này cả nhà. Để mình xuống phía dưới mình quay rất là nhiều khỉ cả nhà ơi. Đây nhìn này. Cả nhà nhìn rất là nhiều. Những chú khỉ con này cả nhà nhìn thấy đẹp không cả nhà? Khỉ cũng rất là hiền. Chú khỉ ngồi trên này nhé. Đâu bạn khỉ đấy đâu ạ? Cả nhà nhìn, hôm nay trời nắng nên khỉ cũng xuống rất là ít, khỉ ở đây này rất là nhiều. Bi ăn rồi. Đấy, bạn nhỏ có biết chưa? Bác phải chuối ăn thấy chưa? Đấy, chân xuống rồi nó. Mẹ ơi, lơ là. Ô, cái quấn 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 là cái quấn em chưa? Quấn em có đâu? Quấn nó ôm á, nó ôm nó nựng vậy đó. Ồ vậy hả? Nó không quấn, nó không quấn. Ở chung cái con mẹ. Cẩn thận nhé, nó chạy lại nó. Nó lại trắng hả? Ủa, con trắng không? Khỉ trông rất là dễ thương. Cầm bạn đừng nói, nó thuộc hết, thả đi em ơi. Thả đi. Thank you.
Bữa hôm nay đầu tuần còn đang no. Đó, nó no, nó no, nó no. Ăn nhiều quá, no. Đây này, đang kèo đây này. Nhà con sợ đằng sau nước sụt. Cũng khá là đông bà con đi xem ở đây, rất là nhiều bà con. Trời hơi gió, nếu mà có ôn thì mong mặt nhà hoan hỉ. Cả nhà thì mình cũng kỳ quan. Rất là nhiều, những chú khỉ rất là to luôn. Đây cả nhà xem. Rất là to lớn luôn. Đây cả nhà nhìn thấy xe hơi vẫn lên đây cả nhà. Thì con đường này cả nhà nếu như các bạn ở xa tới mà đi thì bên khu vực hồ Tây mà đi xe hơi xe máy các bạn vẫn lên được. Khu vực trên này đi được xe lên đến tận nơi cả nhà nhé. Thì nếu như các bạn nào đi du lịch tầm cỡ các bạn không có lên đây đúng là uổng. Thì rất là lớn. Nhìn thấy này. Rất là hiền. Cả nhà nhìn thấy không? Rất to lớn luôn. Ở phía bên này 4-5 con này cả nhà. Nhìn này. Đây. Mình zoom cả nhà xem. Đấy. Nhà nhìn thấy đang ngồi ăn nguyên một trái dừa. Bạn nhìn thấy gỡ dừa này. Đây cả nhà nhìn đang cho ăn. Rất là thuần. Đấy, cả nhà nhìn thấy không? Rất là ngoan ngoãn ngồi ăn luôn. Cả nhà nếu như đi du lịch Vũng Tàu, cả nhà không lên trên con đường này để đi tham quan thì đúng thật uổng cả nhà. Đấy, nhìn kỹ đấy, đấy. Nhìn ở nhà rất là hiền. Đây có một chú ở trên ngọn cột điện. Cả nhà nhìn thấy không? Leo lên cột điện luôn. Đấy, cả nhà nhìn thấy khách du lịch lên rất là đông, vẫn đi xe máy, cả nhà nhìn thấy không? Đi lên để xem. Thì trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin cô dì chú bác cho phép mình dừng tại đây. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã đồng hành với mình trong suốt thời gian qua. Mình một lời tri ân nhất với cô dì chú bác và các bạn.
cho Minh được dừng tại đây. Nếu như các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ Minh để cho Minh một ngày một phát triển nha cả nhà. Minh xin chào tạm biệt cả nhà.